Sức mạnh chiến đấu của S-70I diều hầu đen Mỹ vừa bán cho Philippines Sức mạnh chiến đấu của trực thăng S-70I Black Hawk nằm ở hai súng máy 12,7mm, hai bên cửa và hai giá treo mang ống phóng tên lửa Hydra 70mm. Với nhiệm vụ chống tăng, trực thăng sẽ được trang bị lên tới 16 tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire. Vào đầu tháng 11 năm nay, không quân Philippines vừa nhận lô trực thăng đa nhiệm Sikorsky S-70 International Black Hawk đầu tiên. Loại máy bay này được rất nhiều quốc gia ưa chuộng và đánh giá là trực thăng đa năng tốt nhất thế giới. Philippines đã ký hợp đồng mua 16 trực thăng S-70i Black Hawk trị giá 241 triệu đô trong năm 2018. Những chiếc trực thăng này sẽ được sản xuất tại Ba Lan bởi nhà máy của PZL Mielec, công ty con của tập đoàn Lockheed Martin. Trực thăng S-70 International Black Hawk là phiên bản xuất khẩu đặc biệt của dòng trực thăng UH-60 Black Hawk được sản xuất cho khách hàng nước ngoài. Trực thăng Black Hawk của không quân PZL Mielek Biến thể trực thăng thế hệ mới như loại S-70i của Philippines đã được cải tiến ở hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số và cấu trúc khu máy bay sẽ cải thiện đáng kể tầm bay, khả năng chuyên trở cũng như khả năng sống sót và tiếp nhận tình huống nhiệm vụ nhanh chóng một trong năm chiếc Black Hawk không quân Philippines vừa tiếp nhận S-70i trang bị hai động cơ tuabin GE T-700 mạnh mẽ với một cánh quạt chính ở giữa và một cánh quạt đuôi loại bốn lá. Máy bay được điều khiển bởi hai phi công có tốc độ bay tối đa 300 km/h, tầm bán kính hoạt động 600 km, trần bay 6 km và tải trọng có thể lên đến 4 tấn. Loại máy bay này có thể thực thi rất nhiều nhiệm vụ trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Trực thăng mới nhận của Philippines. Chúng chuyên thực hiện các nhiệm vụ vận tải chiến thuật, chở khách VIP, chuyển thương binh, chở các loại vật tư thiết bị cho căn cứ quân sự hoặc tàu chiến với số lượng 10 lính đầy đủ trang bị hoặc 6 càng cứu thương trong khoang. Máy bay Black Hawk trong một nhiệm vụ. Đôi khi nó cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân khẩn cấp, hỗ trợ nhân đạo trong các thảm họa thiên nhiên. Thậm chí trực thăng Black Hawk có thể biến thành một phương tiện cứu hỏa trên không. Biến thể Black Hawk cứu hỏa Chiếc diều hâu đen có thể đảm nhận một nhiệm vụ mới như một loại trực thăng vũ trang, gunship hỗ trợ hỏa lực mặt đất, cũng như hộ tống vũ trang hay tuần tra biên giới với trang bị hai súng máy cỡ 12,7 mm hai bên cửa và hai giá treo mang ống phóng tên lửa thông thường Hydra 70 mm. Các loại vũ khí mang theo của S-70i. Nhiệm vụ chống tăng trực thăng sẽ được trang bị lên tới 16 tên lửa dẫn đường bằng laser AGM Hellfire. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.